Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là sử dụng Spati với Blade ha, với Blade. Thì sử dụng Spati Blade có nghĩa là ẩn hiện cái gì? Cái đường cái lít ha, cái lít mình muốn ha, mình muốn lít vào cái đường dẫn á, mình muốn lít vào. Nhưng mà ở đây á mình điều khiển cái gì? Cái nút ha, cũng như cái đường dẫn mà mình hiện tại mình thấy nè. Đó, ví dụ như theo danh mục đi ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng đó với middleware. Thì tại sao mà sử dụng Blade rồi ha, ẩn hiện rồi thì mình sử dụng tới middleware chi nữa ha? Thì ở đây nè, các bạn sẽ thấy là quản lý danh mục đúng không? Bây giờ nè, cái phần mà các bạn mở cho mình phần này nè, thì ở đây là have exactly role là admin ha. Ở đây mình sẽ để là cái role thôi ha, role admin thôi, mình muốn một cái role admin thôi thì nó mới gì, end role ha, end role rồi thì nó mới cập nhật. À, thêm danh mục cũng như thêm tiêu loại thì các bạn sẽ thấy nè. Rồi, ok, editor này nó có gì? Nó có quyền admin đúng không? Bây giờ mình sẽ xóa cái quyền admin nó đi. Rồi, ok, xóa quyền admin nó đi. Thì các bạn sẽ thấy nè, đó, nó sẽ ẩn ba cái kia lại ha. Thì bây giờ mình sẽ log out cũng như là mình login lại cái quyền admin để mình làm cho các bạn dễ hiểu ha. Xác chuyện không vậy. Rồi, ok, đây, quyền admin thì nó mở ba cái này ra ha. Thì tại vì sao? Tại vì cái user 13 nè. Hiện tại nó là quyền admin ha, quyền admin. Rồi thì quyền admin nó được là toàn quyền tất cả mọi thứ đi ha, ví dụ như tất cả mọi thứ, nhưng mà nó không được quyền gì, ví dụ vậy ha, ví dụ nó không được quyền thêm danh mục đi ha, mình ví dụ thôi ha, ví dụ không được quyền thêm danh mục, không được quyền thêm danh mục. Thì ở đây là thêm danh mục nè, các bạn sẽ cho mình cái href vào đây ken đúng không, ken. Ví dụ như nó không có quyền là admin thì nó có toàn quyền, có toàn quyền. À, ví dụ mình để một cái can này đi. Add category đúng không? Add category. Rồi ở đây mình sẽ là add can đi. Rồi ok, add category ha, thêm danh mục. Rồi mình refresh nè. Thì đây là vẫn thêm danh mục bình thường, tại admin nó có toàn quyền ha, tại mình đã khai báo trong cái role head function này ha. Thì các bạn sẽ xem là function add category nè là mà đây là 5 đúng không? Mình sẽ xem coi là 4 5. À, 4 5, đây 4 nè. Đây 4 5 mình có nè. À, cái query nè, với cái quyền admin nè thì bây giờ mình sẽ xóa nó. À, đây ví dụ như mình coi nó là không có quyền cái query đây, mình không cho nó quyền cái query. Thì đây mình refresh nè. Thì các bạn sẽ thấy là cái quyền cái query là nó bị gì? Nó bị ẩn đi. Ha, nó bị ẩn đi. Nó chỉ có liệt kê thôi. Ha, mình ví dụ vậy đi ha, ví dụ như cái thằng editor đang đang mình đang là thằng editor đi, thì nó xong edit là nó bị cập nhật thôi, nó không có quyền thêm ha. Thì ở đây là nó ở cái quyền thêm nè ha, add category thì nó mực thêm ha, nó mực thêm danh mục. Nhưng mà ở đây cái nó ẩn rồi, nhưng bây giờ là mình đánh lại cái phần mà giờ mình sẽ mở lại ha, mở lại xem cái đường dẫn nó là gì. Thì cái đường dẫn nó là đây, danh mục chấm grad ha, danh mục set grad. Rồi bây giờ mình sẽ ẩn lại. Nào, mình ẩn lại rồi ha, ẩn lại rồi, bây giờ mình refresh nè. Đó, tuy nó ẩn này nhưng mà lỡ mình biết cái đường dẫn thì sao ha, mình không cần lít. Nhưng mà bây giờ nè, sách chuyện. Rồi ok, sách chuyện đọc kinh cái rồi. Quản lý danh mục là cái danh mục nè, đang ở liệt kê đúng không? Bây giờ mình biết cái đường dẫn red là mình đánh vô cái đường dẫn red luôn, mình không cần phải lít ở đâu nữa. Đó thì nó khác nhau ở chỗ middleware là nó quản lý cái route ha, để hiển thị cái blade ha. Đây là cái blade nè, đó thì các bạn có thể ẩn hiện cái blade, nhưng mà khi mà vô tình mình biết đường dẫn đó ha, khi vô tình mình biết đường dẫn thì mình chỉ cần đánh đường dẫn thôi là nó hiển thị ra cái blade liền ha. Đó thì cái quản lý cái blade khác mà quản lý cái gì, cái route khác ha. Đó rồi thì bây giờ mình sẽ quản lý luôn cái route thì bằng cách là như sau. Nó có hai cách các bạn, nó có hai cách. Đây tức tần tật cái rào của mình nó nằm trong đây đúng không, thì mình sử dụng resort đúng không, resort danh mục nè. Đó, thêm tự xóa danh mục là nằm trong cái resort này hết ha, resort này hết. Đó thì các bạn quản lý cái resort danh mục này bằng cách nào? Bây giờ là các bạn đánh cho mình là php nè, artisan nè, route nè, list nè. Đây đây thì các bạn sẽ thấy nè, sẽ thấy nè cái category đúng không, cái danh mục
thêm một, nếu mà các bạn khai báo resort không á, resort không á, thì nó sẽ hiện tại đây danh mục nè. Thì bên trong cái resort này bao gồm là hiển thị create, tạo, update, destroy, show và edit. Thì nó gồm gồm có khoảng là 6 cái phương thức ha, index nè, trong một cái index là hiển thị nè. Thì 6 cái phương thức này nó bình thường á, nếu các bạn ghi ra 6 cái phương thức á, thì các bạn sẽ ghi ra là 6 cái phương thức với cái đường dẫn như thế này. Danh mục chấm update nhân chấm resort là cái name ha, đó. Còn ví dụ mình ghi gọn là Google resort, thì về để thì mình để mà quản lý những cái này bằng cách nào ha, bằng cách nào, thì ở đây mình đã có quản lý rồi. Mình quay lại mình mở cái chuyện controller lên ha, mình copy cái dòng này, controller này mình copy dòng này, mình sẽ giải thích cho các bạn này. Rồi thì các bạn sẽ copy, sau đó các bạn vào cho mình cái cách thứ nhất ha, cái bước thứ nhất để quản lý ha, cái middleware nè. Các bạn quay lại cho mình cái using a middleware nè ha, middleware. Các bạn copy cho mình những cái phần cần thiết ha, copy cho mình những cái phần cần thiết trước. Rồi, các bạn sẽ copy những cái cần thiết trước ha. Ở đây các bạn copy cho mình là cái này, protect root middleware ha, ở trong cái kernel trước nè. Bạn mở cái kernel lên. Kernel đây ha, cái kernel. Ở cái kernel này các bạn copy cho mình ba cái dòng này. Ha, protect prime middleware ha, mình sử dụng root ha, root middleware. Đây, root middleware là các bạn copy cho mình ba cái dòng này. Đây mình copy rồi nè, mình paste lại ha. Paste lại ra. Đó. Thì ba cái dòng này là row permission và row all permission, có nghĩa là đúng với cái gì, với cái vai trò hoặc là với cái gì, với cái phân quyền ha. Còn này đúng với row nè, đúng với permission ha, các bạn copy dòng này cho mình. Rồi sau khi các bạn copy xong các bạn tắt đi. Rồi thì ở đây các bạn, ở đây nó có để là rất là rõ ràng nè các bạn ha, root middleware nè, với cái quyền gì, với cái quyền super admin ha, cũng như cái quyền admin, cũng như cái quyền writer, thì ở trong những cái gì, những cái root nào trong cái group này với cái quyền đó thì thực hiện được ha. Ở đây á thì mình sẽ tạm thời các bạn đọc cái này ha, tạm thời các bạn đọc cái này, thì các bạn đọc cái này chắc bạn hiểu nè. Ví dụ trong cái middleware này, trong cái row ở trong cái group middleware này, nó có cái quyền là gì, public article, thì nó mới thực hiện được những cái row trong cái những cái row ha, trong cái group này đó. Đây là role super admin, role of permission, có nghĩa là các bạn vừa điền cái gì đúng với cái quyền và cái vai trò, ví dụ như đúng với vai trò super admin và cái quyền edit article, thì mới thực hiện những cái row trong cái group này ha. Đó thì các bạn đọc cái này cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà ở đây mình sử dụng resort ha, mình sử dụng resort. Rồi mình sử dụng resort thì các mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng resort trước ha, với cái resort trước ha. Đó rồi thì với cái resort ha, resort danh mục nè, bây giờ mình tiến hành với danh mục đi ha, mình tiến hành danh mục. Thì cái danh mục là mình để vào cái là danh mục controller đúng không? Rồi các bạn copy cho mình cái dòng này nè, chuyện controller, các bạn copy cho mình cái dòng này. Rồi ok, các bạn bắt ra, bắt lên cái controller danh mục cho mình. Rồi các bạn mở lại cho mình cái chuyện controller ha, mình sẽ sử dụng cái không sử dụng ha. Rồi ok, this middleware đây, public contract ha, public contract có nghĩa là gì, có nghĩa là nó sẽ gì trả về cái controller này. Nó phải check những cái này trước, sau đó nó mình sẽ cho phép các bạn làm những cái việc dưới đây ha, làm những việc dưới đây. Đó, đầu tiên là phải check trước nè, this middleware, cái permission ha, permission ví dụ như permission mình đề là ở đây cái query đúng không, ví dụ như các bạn cho cái tên là danh mục đi, ở đây mình đang danh mục đúng không, thì các bạn sẽ cho là edit danh mục, thêm danh mục, sửa danh mục, delete danh mục đúng không, bốn cái này ha, thì nó sẽ dựa theo tên đúng không, là permission nào. Rồi ok, bây giờ nào, bây giờ mình sẽ là public, mình sẽ thay cái article đúng không, article thành danh mục hết. Mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu ha, cái này nó cũng dễ hiểu thôi chứ không có gì hết. Rồi ok, public là các bạn phải điền đúng tên ha, public. Rồi ok, add edit delete ha, public add edit delete. Rồi ok, permission ha, middleware permission có nghĩa là gì, có nghĩa là vai trò, middleware
với cái vai trò gì, public, à, tất cả vai trò ha, thêm sự xóa nè, public nè, ha, edit nè, delete nè, add nè, và một cái nữa đó là delete ha. Delete thì nó nằm dưới đây rồi ha, nó nằm dưới đây rồi. Thì với cái middleware là public, edit, delete và thêm, đúng không? Thêm thì only chỉ hiển thị cái initial, có nghĩa là gì? Khi initial show này á, đây các bạn sẽ xem lại nè, tại vì nếu mà các bạn học về result hoặc API ở trong Laravel rồi á ha, thì các bạn sẽ dễ hiểu cái phần này lắm ha. Thì các bạn sẽ thấy những cái phương thức nè, thêm thì là danh mục chấm red nè, danh edit nè thì là liệt kê là danh mục chấm index nè ha, thì nó sẽ có đường dẫn là danh mục ha, danh mục secret nè, danh mục show nè, cái này là best nè, show với cái id ha, với cái id đó. Thì ở đây là chỉ hiển thị cái index show, có nghĩa là khi mình update á, đây là phương thức nè, đây nó ghi là phương thức nè, hiển thị hai phương thức là index và show ha. Thì khi mình hiển thị cái index, có nghĩa là mình hiển thị cái liệt kê nè các bạn ha, mình hiển thị cái liệt kê thì mình mới có thể delete và edit, đúng không? Mình có thể là delete và edit. Thì mình hiển thị liệt kê thì ở đây nè, delete nè, delete mình không nói gì ha. Bây giờ là mình có cái quyền là public delete, đây delete mình bỏ edit thêm delete, ok mình vẫn để cái delete để đi ha. Thì ví dụ như những cái quyền nào có quyền delete thì nó mới xóa được ha. Đây hiển thị index show, thì đây là index nè các bạn ha, index là liệt kê đó các bạn ha, index liệt kê thì các bạn sẽ xem lại nè, index nè, đây đây là cái làm liệt kê danh mục nè, lấy ra tất cả danh mục nè ha, PCB danh mục chấm index nè, danh mục rồi hiển thị ra show. Thì show ở đây mình dùng show là bạn show, các bạn có thể dùng show hoặc là edit ha, hoặc là edit. Thì show á, thì mình mới có quyền là edit danh mục các bạn ha, mình có quyền edit đó. Thì ở đây ví dụ như mình edit đi đó, vẫn edit được ha, vẫn edit được, nhưng mà mình ví dụ như permission add category đi ha, mình thử add nè, refresh đó. Thì khi bạn refresh là nó hiện tại là user does not have write permission, có nghĩa là cái user này không có cái quyền ha, không có đúng cái quyền đó ha, cho nên là không được ha. Thì ở đây các bạn thấy là add category nè ha, add category, những cái user nào có permission, có nghĩa là có quyền add category thì mới được gì, được add thôi ha. Ở đây nè, đây ha, có cái quyền add category thì mới được gì ha, thì mới được là thêm và gì và lưu trữ ha, thêm một lưu trữ. Còn những cái user nào mà có quyền là toàn quyền ha, có toàn quyền có nghĩa là bốn cái quyền này ha, có nghĩa là bốn cái quyền này thì sử dụng được index và show, có nghĩa là khi các bạn liệt kê ra ha, khi các bạn liệt kê ra thì các bạn delete, có quyền delete và edit nếu nếu như mà hai cái nút này không có ẩn ha. Thì nếu mà hai cái nút này ẩn á, hai cái nút này ẩn á, bằng 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 can hoặc hexro á ha, bằng can hoặc hexro thì mình không nói làm gì cả ha, mình không nói làm gì cả đó. Thì tại này admin mà, nó toàn quyền ha, nó toàn quyền đó. Cái phần này nó hơi khó hiểu ha, nó phần này có hiểu nhưng mà mình nghĩ là các bạn suy luận tí xíu là các bạn hiểu thôi ha. Đây permission add category thì được quyền gì, grab và store ha, được quyền grab và store đó. Thì bây giờ ví dụ như admin thì mình không nói gì ha, ví dụ như là mình thêm một cái user mà nó chỉ có quyền là edit thôi ha, model hexro nè, ở đây là mình có model 15, editor 14, admin mình xóa bỏ đi ha. Rồi bây giờ mình đang hiện tại là 13 đúng không, bây giờ mình thể hiển thị vào 15 thử. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vào user 15 là editor đúng không, user editor rồi, ok edit nè. Rồi thì ở đây nó có quyền là liệt kê nè, nó không được quyền thêm đúng không, nó không được thêm, rồi nó được quyền edit nhưng mà nó không được quyền delete ha, nó không được quyền delete. Thì mình thử xem trong cái row này, cái row editor này là row 2 đúng không? Row 2 nó có cái quyền là gì? Row 2 nó có quyền là
editor là Rho 2 nè. Rho 2 thì nó được quyền edit article. Rho 2 nó chỉ có được quyền edit article thôi ha, edit article thôi. Để mình thử ha. Bây giờ mình thử edit. Đó. Thì nó vẫn edit được các bạn, tại vì nó có này hơi rối ha, các bạn để ý cho mình. À quên nữa, bỏ cái này đi, bỏ cái dòng đi, nó cứ thêm cái dòng admin ha. Rồi ok, bây giờ mình xóa nè. Rồi ok ha, đâu ra đó ha, chỉ có user 13 thì mới có quyền admin, còn user 15 mới có quyền editor thôi ha. Bây giờ mình sẽ refresh nè, thì các bạn sẽ thấy nè, nó không cho mình edit, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ vào lại cái liệt kê thử, nó cũng không cho luôn ha, create nó cũng không cho luôn nè. Bây giờ ví dụ như mình vào login thử ha, login thử đó, mình là vào login nè, nhưng cái điều là nó không có cho mình là editor, cho nên nó không có cho mình thêm sự xóa danh mục thể loại cũng như là chuyện cũng như là thông tin website ha, nó không có hiện ra cho mình đó, nó không hiện ra cho mình. Rồi ví dụ như là mình ở đây nè, mình có danh sách chuyện đọc đi, liệt kê chuyện đọc đi ha, liệt kê chuyện đọc thì ở đây nó không, nó có quyền edit nè ha, nhưng mình không được, không có quyền delete ha, không có quyền delete đó, không có quyền delete. Thì ví dụ như là một cái liệt kê danh sách chuyện đọc, liệt kê editor thì chỉ có quyền edit thôi ha, thêm nè, thêm sách đọc. Thì ở đây mình chưa có thêm cái row cho nó ha, cái quyền để nó xóa, nó ẩn cái dòng thêm sách đọc này đi ha. Ví dụ như các bạn thêm sách đọc đúng không? Để bây giờ mình sẽ ra qua cái module sách nè. Cái này chứ, cái này ba ha, cái này ba. Rồi ok, thì đây là thêm sách đọc nè, thêm sách đọc. Thì ở đây là chỉ có những cái là add gì, add cái sách ha, cái sách. Thì ở đây mình chưa có thêm cái sách đọc ha, thì ở đây mình sẽ thêm là cái add article đi ha, ở đây mình sẽ thêm sách luôn ha. Ví dụ permission mình sẽ chèn một cái nữa, đó là add book đi, rồi web đó cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi ở đây là mình add book nè, mình có permission là add book nè, thì mình thêm cái permission là 15 đúng không, hãy để 15 vào cái row. Cũng là 15 luôn ha. Arrow là bằng editor là bằng 2 chứ ha, 2. Đó, đáng lẽ nó thêm cho writer mà đúng, 2 nè. Thì mình thử thêm thử đi ha. Rồi mình sẽ chèn bằng tay, ở đây là permission permission là 15 với cái role ID là 2 đúng không? Rồi ok mình thực hiện. Rồi ok 2 nè. Editor bây giờ mình có quyền là add book đúng không? Bây giờ mình thể thêm này, can add book có nghĩa là có cái quyền add book thì mới thêm sách đọc được ha. Bây giờ mình sẽ refresh thì mình thêm được sách nè ha, thêm được sách đó. Ví dụ như là nếu ví dụ như là không có ha, ví dụ như không có quyền thêm sách đi, thì các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ thêm sách đọc. À mình phải liệt kê nữa các bạn, click hết, click hết. Rồi ok bây giờ mình sẽ refresh. Thêm sách đọc, add book, can add book, thêm sách đọc chuyện. À thêm sách nó nằm dưới đây mới đúng chứ. Thì các bạn cũng có thể là sử dụng can add book ha, thêm sách đọc refresh nè, các bạn sẽ thấy là nó ẩn đi ha, tại vì mình chưa có quyền đó. Thì bây giờ mình chèn lại cái quyền đó coi nó hiển thị hay không ha. Rồi add book ha, add book. Rồi với cái publisher là cái này mình thêm bằng một cái sở liệu ha, các bạn có thể thêm bằng bằng cái code mà mình đã hướng dẫn cho các bạn ha. Rồi ok thì bây giờ các bạn sẽ thấy nó hiển thị nè, 25 add book. Rồi ở đây mình sẽ liên kết refresh lại đó, thấy không, thêm sách đọc mà các bạn thấy nè. Nhưng mà ở đây ví dụ như là thêm sách đọc được rồi ha, ví dụ như thêm sách đọc rồi bây giờ mình sẽ ẩn cái thêm sách đọc đi, nhưng mà vô tình mình biết cái đường dẫn là sách grad đi ha. Bây giờ nè mình ẩn đi nè,
mình reset lại nè. Thì ở đây nó liên kết trước đã, liên kết rồi, ok bây giờ mình refresh nè. Thì ở đây nó mất cái thanh sách đọc nè, nhưng mà vô tình mình vẫn còn cái đường dẫn nè, ha, nó vẫn cho mình thêm nè. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bảo vệ luôn cái middleware ha. Thì cái middleware sách đó thì bây giờ nó nằm trong sách controller đúng không, sách controller rồi. Thì mình bảo vệ nguyên một cái route, một cái route nó, thì bằng cách mình copy cái dòng này ở đây đây rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại là gì các bạn, public gì, public book ha. Rồi hoặc cái này là o nha các bạn ha, cái này không phải giống ngăn cách ha. Có gì, có permission có nghĩa là có vai trò, có quyền ha. Hoặc có quyền public book hoặc là edit book, cái này là hoặc ha chứ không phải là ngăn cách nha. Rồi rồi ok, thì các bạn sẽ thấy nè, add book ha, thì người nào có quyền add book thì mới được sử dụng cái read và store nha. Bây giờ các bạn sẽ thấy nè, refresh thì vậy nó trả về cái trang là user do not have a right permission, có nghĩa là user không có quyền này ha, không có quyền được cấp quyền này đó, nhưng mà họ vẫn được cái quyền là edit ha. Bây giờ nè, sách nè cũng không được quyền này luôn ha, cũng không được, tại vì những cái quyền mình chưa có gì các bạn, mình chưa có cấp cho cái user ha, mình chưa cấp cho user đó. Sách cũng không có quyền gì, cũng không có quyền net, cũng như là cũng quyền edit, cũng như là liệt liệt kê sách luôn, không có quyền liệt kê sách. Thì ở đây ví dụ như là mình sẽ cho nó có quyền liệt kê sách bằng cách là mình sẽ cho một cái permission chèn add liệt kê sách bằng là public đi ha, public books rồi ok. Thì ở đây mình sẽ cho nó gọi là web rồi ok ha. Thì ở đây là nó có quyền là role nè, bây giờ là nó permission nè, role has permission ha. Bây giờ mình sẽ chèn bằng tay nè, thì bây giờ mình sẽ cho nó có quyền là một trong hai cái quyền này thôi ha, một trong hai cái quyền này miễn sao có ha. Ví dụ như là add book hoặc public book nè, nó đúng nè, add book hoặc public book nè, nó đúng cho một hai cái quyền này thì nó được phép là hiển thị cái liệt kê, cũng như là nó edit ha, cũng như là show ra một cái để mà edit ha. Rồi bây giờ là mình sẽ xem nào. Public nè, và cái quyền là writer, và cái vai trò là writer này các bạn sẽ thấy thực hiện nè. Rồi ok ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy nè, sách nè, login đây, liệt cái sách nè đó, các bạn sẽ thấy chưa ha, tại hồi nãy nó lưu kết cũ ha, nè nó có quyền liệt kê nè, và nó cũng quyền edit nè, nó không có quyền edit nè. Thì tại vì sao các bạn không có quyền edit đâu, thì tại ở đây nó chưa có quyền edit book ha, nó chỉ có mới có quyền là liệt kê book và public book, gọi là liệt kê thôi ha, ví dụ như vậy ha, liệt kê thôi. Ví dụ như các bạn chèn cho nó một cái quyền nữa ha, ở đây mình thêm một cái quyền nữa, chèn một cái quyền là edit đi, rồi edit book ha, edit book đây, edit book. Thì cái edit book này bây giờ mình sẽ chèn vào role has function ha, chèn rồi edit book nè, với cái editor ha, mình đang sử dụng cái user này ha, mình thực hiện nè. Thì các bạn sẽ thấy nó cho mình phép mình edit book nè, edit nè, cái này nó còn lưu ký kết cũ ha, này edit book nè, có quyền là cái show các bạn ha, update show, đây mình chưa sử dụng show ha, mình sử dụng trong cái edit. Bây giờ mình sẽ di chuyển cái edit này qua cái show này thử ha, show thử rồi ok, refresh edit apply permission clear, đó nó có quyền edit nè các bạn ha, nó cho mình quyền edit nè. Thì tại sao, tại vì cái edit này mình chưa có cái plate ha, sách là edit nè. Thì cái dòng show ID này, file show này, edit edit books đó, nó hiển thị trắng, vậy là coi như là mình ok rồi ha, tại vì mình vừa mới di chuyển cái hàm cho mình phải sửa lại ha, di chuyển trắng này nó cho phép mình rồi á, nó cho phép mình edit rồi ha. Đó. Show các bạn quay lại cho mình sách, ở đây là sách edit
ok ha. Đó thì các bạn bảo vệ cái resort ha, cái middleware resort, cái này nếu mà các bạn sử dụng resort. Còn ví dụ như các bạn bảo vệ cái root đơn như thế này ha, những cái root đơn như thế này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở clip sau những cái root đơn như thế này ha. Đó.